Xin chào anh Kỳ, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về đây thuộc ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 233 m². Trên thửa đất căn nhà vườn thổ cư 100%. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi, mình rẽ phải là liên thông ra đường bê tông bờ đồn khoảng là 300 m. Con đường này rộng khoảng 2,5 m. Anh chị chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được nha. Từ vị trí căn nhà vườn mình di chuyển ra tới quốc lộ 1A khoảng 1,5 km. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ Gò Lĩ nè, trường cấp 1, trường cấp 2, cách khoảng 1 km. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm nha. Xung quanh đất căn nhà thì gia chủ đều cắm trụ bê tông hết luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 12m85 và có chiều dài là 18m33. Đất và nhà đầu đuôi là bằng nhau luôn nha anh chị. Diện tích mình tính từ ngay chỗ cột bê tông này nè anh chị. Mình đo thẳng qua tới bên kia là 12m85. Đó, mình tới đây nha anh chị. Đó, xung quanh thì có ranh giới rất là rõ ràng, anh chị yên tâm nha. Và con đường bên đây thì anh chị liên thông ra đường bờ đồn nha anh chị. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng đông bắc. Từ thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về khoảng 15 km là anh chị tới nha. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy móc từ bến xe miền Tây, mình di chuyển về khoảng 68 km là anh chị tới. Phía trước thì mình có một cái đường nước nha anh chị. Ở đường nước này thì anh chị mình cũng thông ra kênh chợ Bắc anh chị, và mình thông ra sông Nguyễn Tấn Thành. Ở đây thì nước ngọt quanh năm, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể trồng nhiều loại cây ăn trái. Vùng đất này thì thích hợp để cho anh chị trồng dừa nè, mít, bưởi. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 5 tấc và phía trên thì gào B40 nha anh chị. Ở ngang mặt tiền là 12m85, chiều sâu là 18m33 nha anh chị. Tổng diện tích là 233 m². Trên thửa đất căn nhà thổ cư 100% luôn anh chị. Ở đây thì gia chủ có làm cổng rào rồi. Cổng rào thì gia chủ chưa có trang trí nha anh chị. Căn nhà của mình thì em thấy còn rất là đẹp và kiên cố luôn. Vậy thì anh chị cô chú mình mua về là anh chị ở luôn, cũng không cần tu bổ lại thêm nha anh chị.
Bên trong thì gia chủ có trồng một số cây dừa và mai kiểng anh chị, rất là nhiều. Ở đây thì điện nước, wifi có đầy đủ hết. Nhà cửa thì rất là khang trang và còn mới luôn anh chị. Nó đất và nhà thì tương đối cao ráo bằng theo mặt lộ luôn. Phía trước thì gia chủ có làm một cái máy tiền chế ga. Mình có bãi sân nè để anh chị mình đậu xe và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha anh chị. Phía trước thì gia chủ đều là lót gạch hết. Còn trên tường thì lót cho đến mí la phong. Và mỗi cây cột thì gia chủ cũng ốp gạch hết luôn anh chị. Toàn bầu cửa thì gia chủ chỉ sử dụng là cửa cây gỗ đỏ anh chị. Ở đây thì điện nước có sẵn luôn nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 500 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem vệ tinh. Về đây thì anh chị mình cũng không mất thời gian nha. Ở phía trước thì gia chủ đang trồng một số kiểng cũng rất là nhiều nha anh chị. Mai vàng nè, bông trắng, bông mai trắng anh chị. Bên đây thì mình có nguyệt quế. Đất và nhà của mình thì không màu mã nha anh chị. Xung quanh hàng xóm thì em có thấy vài ngôi mộ nha. Trần thì gia chủ đều đóng la phong hết nha anh chị. Để em di chuyển vào bên trong để anh chị mình xem và tham quan ha. Bên ngoài thì gia chủ lót gạch cho đến la phong hết luôn anh chị. Ở đây là không gian phòng thờ. Ở dưới nền nè, chị thấy không? Gia chủ lót gạch đó, rất là sạch sẽ luôn nha. Trên tường thì lót cho đến mí la phong. La phong thì gia chủ làm dựt cắt rất là đẹp luôn anh chị. Hai bên hông thì thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Đó, cửa này là cửa gỗ nha anh chị, cửa gỗ gỗ đỏ anh chị, rất là chắc chắn luôn. Ở đây thì mình có hai bình rượu nè. Nếu anh chị mình mua thì chủ sẽ tặng cho anh chị luôn nha. Tường thì đều lót hết nha anh chị. Ở đây thì có hai phòng ngủ anh chị. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Đây là phòng ngủ thứ hai. Ở phía sau thì tôn thôi, chưa có trang trí nha anh chị. Dưới nền thì lót gạch rất là sạch sẽ luôn anh chị. Trần thì đóng la phong. Hai bên hông thì có thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng nha. Ở bên đây thì mình có một hành lang để anh chị di chuyển ra phía sau. Giá bán là 500 triệu nha anh chị. Cho hết diện tích đất và nhà là 233 m², thổ cư 100% luôn anh chị. Còn khu vực này là không gian nhà bếp. Những đầu trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Ở bên đây thì mình có sàn nước nè,
nhà vệ sinh. Nó đất ngang là 12m85, chiều sâu là 18m33 nha anh chị. Nó đất và nhà đầu đuôi là bằng nhau luôn, không có bị tấp hậu anh chị. Do gia chủ thì đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị, giá là 500 triệu. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất, căn nhà để anh chị trực tiếp xem vệ tinh. Về đây thì anh chị cô chú mình cũng không mất thời gian ha. Bên đây thì chủ đang trồng một số mai vàng anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ. Để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị nha. Căn nhà của mình thì rất là đẹp nha anh chị. Nhà thì đã dán gạch hết rồi. Do hoàn cảnh thì cũng đang rất là khó khăn nên cần bán nha anh chị. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển ra tới quốc lộ 1A ngã ba Đông Hòa là 1,5 km. Ở đây thì anh chị mình cách đường bê tông 3,5 m của bờ đồn là 200m đổ lại thôi anh chị. Khu vực này thì mình có chợ Gò Lĩ nè, trường cấp 1, trường cấp 2, khoảng 800m đổ lại thôi. Ở ngang của mình là 12m85 nha anh chị, chiều sâu là 18m33, đất và nhà thổ cư 100%. Gia chủ thì đang kêu bán giá là 500 triệu nha anh chị. Nếu anh chị mình ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo.